Chào mừng các bạn đến với series Người Nổi Tiếng. Sau đây, kênh xin gửi đến các bạn Tất Tần Tật về ca sĩ Hà Anh Tuấn. Doanh nhân, người nổi tiếng, không có nổi một anti-fan. Hà Anh Tuấn, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1984, là một nam ca sĩ người Việt Nam. Anh từng giành được 13 đề cử và 2 lần đoạt giải công hiến. Hà Anh Tuấn bắt đầu nổi tiếng từ khi lọt vào top 3 cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, mùa thứ 2 năm 2006. Năm 2006, anh cộng tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh để ra mắt album Phòng Thu Đầu Tay Cà Phê Sáng 2007. Đĩa nhạc đã góp phần khẳng định phong cách âm nhạc cho sự nghiệp của anh. Tiếp tục, Hà Anh Tuấn thành công với những album chất lượng nghệ thuật, bao gồm các album được đề cử giải công hiến Sài Gòn Radio 2008, Cocktail 2010 và Street Dream 2015. Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc Si Xin Xe, bao gồm 10 tập phát hành trên kênh YouTube của anh. Dự án đã tạo được tiếng vang lớn và trở thành hiện tượng trước công chúng. Sự thành công mà mong đợi đó đã kéo theo thành công của Si Xin Xe 2, The Love Land 2017, Live Show Fraggy, cháy vé trong chỉ 2 tiếng kể từ khi mở bán, và album Phòng Thu thứ 7 cùng tên. Tiếp theo sau đó là dự án Si Xin Xe 3 Sweet Memory 2018 cùng chuỗi live show Si Xin Xe Concert với Romance, Người Đàn Ông và Bông Hoa Trên Ngực Trái và Gấu 2018. Hà Anh Tuấn còn phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng, hiện anh đang đảm nhận cương vị chủ tịch hội đồng thành viên công ty giải trí Việt Vision. Ngoài những giải thưởng âm nhạc, Hà Anh Tuấn còn là đại sứ cho các hoạt động thiện nguyện, đại sứ bảo vệ tê giác ở Nam Phi, đại sứ chiến dịch xây dựng nhà bán trú học sinh vùng cao, đại sứ chiến dịch Power On, đại sứ quỹ học bổng Vừa A Dính, thành viên hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, anh cũng quan tâm đến các hoạt động tài trợ và thiện nguyện cho xã hội, ví dụ hoạt động ủng hộ cho các trung tâm bảo trợ xã hội, bảo trợ nạn nhân chất độc dioxin, trẻ em khuyết tật, khởi xướng dự án Rừng Việt Nam, là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam tài trợ các phòng áp lực âm điều trị phòng chống dịch COVID-19, là cá nhân đầu tiên ủng hộ 3 tỷ cho chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Năm 2016, Hà Anh Tuấn được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam trao giải một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Tiểu sử: Hà Anh Tuấn sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh và là cựu sinh viên chuyên hóa của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Bố mẹ Hà Anh Tuấn đều là những người quê gốc Ninh Bình. Từ khi còn là học sinh, anh đã tham gia rất nhiều phong trào văn nghệ của trường cũng như thành phố. Năm 2001 và 2002, anh tham gia vào đoạt giải nhất dành cho giọng nam trong cuộc thi học sinh, sinh viên, chú ve con, giải nhất đơn ca trong liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên, toàn thành năm 2002. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tuấn thi đậu cùng lúc hai trường, Thủ khoa Đại học Ngân hàng và Á khoa Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, giành luôn một suất học bổng tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với niềm say mê hóa học, anh đã lựa chọn đi du học tại trường Technical University Darmstadt, Đại học Kỹ thuật Darmstadt thuộc bang Hessen của Đức. Ở đây anh có thể tiếp tục theo đuổi ngành học mình yêu thích, đồng thời được tiếp cận với nền văn minh lâu đời của châu Âu. Sự nghiệp: tham gia chương trình Sao Mai Điểm Hẹn năm 2006. Năm 2006, sau khi hoàn thành chương trình học tại Đức và nghe theo một số bạn bè cổ vũ, Hà Anh Tuấn trở về Việt Nam đăng ký tham dự cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong cuộc thi năm đó, anh đoạt giải ca sĩ chuyển vọng và lọt vào top 3 ca sĩ được yêu thích nhất với ca sĩ Hoàng Hải và rocker Phạm Anh Khoa. Hậu cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn và album Ngày Hát Đôi: sau khi thành công với Sao Mai Điểm Hẹn, anh quyết định chuyển hẳn sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Khởi đầu việc anh bắt đầu tìm thầy học luyện thanh, học nhạc lý và đi gõ cửa nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Đầu năm 2007, Tuấn đã cho ra mắt CD album nhạc kết hợp cùng với Phương Linh, cùng là thí sinh bước ra từ Sao Mai Điểm Hẹn năm đó, trong sản phẩm âm nhạc mang tên Ngày Hát Đôi do hãng phim Phương Nam thực hiện. Album gồm 9 ca khúc và 3 bản nhạc nền, hầu hết là những ca khúc được hát và phối lại, trong đó có một vài ca khúc mới như Thiên Đường Gọi Tên hay Biển và Ánh Trăng, Cà Phê Sáng và Sài Gòn Radio. Tính đến năm 2007, các ca sĩ cùng lứa như Hoàng Hải, Anh Khoa, Ngọc Anh sau Sao Mai Điểm Hẹn 2006 đều đã nhanh chân ra album đầu tay. Riêng Hà Anh Tuấn, đến tận cuối năm 2007, album đầu tay Cà Phê Sáng mới được ra mắt. CD gồm 9 ca khúc do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và Hồ Hoài Anh sáng tác, tràn ngập âm hưởng R&B. Các ca khúc được đầu tư rất kỹ về công đoạn sáng tác và phối khí. Năm 2008, anh làm MC cho đêm live show của nhạc sĩ Phạm Duy, Con Đường Tình Ta Đi, diễn ra vào hai đêm mùng 9 và mùng 10 tháng 5
tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh do hãng phim Phương Nam tổ chức. Sau đó, vào năm 2009, Hà Anh Tuấn tiếp tục ra mắt album R&B mới Sài Gòn Radio. Với dự án này, anh tiếp tục tham gia hợp tác với nghệ sĩ Hồ Hoài Anh. Album đã nhận đề cử album của năm tại giải Công Hiến năm 2010, giải thưởng album được yêu thích nhất do thính giả của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh năm 2009, giải album nghệ thuật xuất sắc nhất của năm. Tại năm thứ ba của giải album vàng, cả hai album này đều được nhà xuất bản âm nhạc D-Havana và hãng phim Phương Nam thực hiện. Tiếp tục thành công với August 84, Cocktail và Anh Yêu Em, Lava Street Ring, Frag You, Chuyện Ngắn. Bất ngờ vào năm 2010, anh cho ra album thứ ba mang tên August 84 với những ca khúc quen thuộc được phối lại theo phong cách mộc mạc, nhẹ nhàng, khác hẳn phong cách R&B trước nay của mình. Album này giúp Tuấn chiến thắng tại giải album vàng năm thứ tư tại hạng mục giải album ấn tượng nhất của năm. Hai album Cocktail và Anh Yêu Em hợp tác cùng Phương Linh tiếp tục giành giải và được sự yêu mến từ khán giả yêu nhạc, trở thành hai album ấn tượng và được yêu thích nhất trên các cộng đồng nhạc Việt Nam. Lava không tuân theo một concept quá chặt chẽ mà tôn trọng tính tự nhiên, cảm xúc của Hà Anh Tuấn. Chính điều đó đã giúp Hà Anh Tuấn dễ dàng kể những câu chuyện đơn giản, thực tế, nhưng vẫn có hơi hướng đúc kết theo một tinh thần cá nhân và độc lập. Street Dream với 9 ca khúc mới được Donny đóng giày cho giọng hát vàng Hà Anh Tuấn. Yếu tố hấp dẫn khán giả nhiều năm ở Anh, album được phát triển từ chất R&B thành thị, Urban R&B kết hợp với sự ngẫu hứng của funky để truyền tải những thông điệp cuộc sống thời sự hiện đại. Frag You là album mới nhất của Hà Anh Tuấn, hợp tác cùng ca sĩ Phạm Toàn Thắng. Âm nhạc của Frag You nói về những giá trị tinh tế, quý giá mà ta cần gìn giữ cho cuộc sống. Đó là tình yêu khát khao dâng trào, nhưng bất cứ lúc nào cũng mong manh và dễ vỡ. Tôi hát Frag You là hát về những cung bậc sâu thẳm của những trái tim rung động, run rẩy. Quý vị nghe Frag You là nghe chính sự thành thật của trái tim mình. Năm 2020, album Chuyện Ngắn phát hành với 6 ca khúc của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Sau live show, Chuyện Ngắn tổ chức thành công ở Hội An, Quảng Nam, ekip Hà Anh Tuấn tiếp tục phát hành phim Chuyện Ngắn với tư cách phim điện ảnh chuyển thể từ các tác phẩm thuộc dự án Hà Anh Tuấn hát Phan Mạnh Quỳnh. Đây cũng là lần thứ hai Hà Anh Tuấn đóng phim, mặc dù chỉ xuất hiện một vai rất nhỏ đến cuối phim mới xuất hiện, nhưng vai khách mời của Hà Anh Tuấn đã giúp khép lại chuyện tình buồn của hai nhân vật chính. Được biết, lần đầu tiên Hà Anh Tuấn tham gia diễn xuất là bộ phim ngắn Mẹ Chỉ Mong Tết, một dự án phim Tết với sự kết hợp của Tiên Cookie, Lý Minh Thắng, Hà Anh Tuấn, được ra mắt đầu năm 2018. Hà Anh Tuấn, một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, ngày 21 tháng 3 năm 2016, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 20 năm giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015 cho 10 thanh niên tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực. Ca sĩ Hà Anh Tuấn là gương mặt thanh niên thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật duy nhất được vinh danh. Ngoài những giải thưởng âm nhạc, Hà Anh Tuấn còn là đại sứ trong các hoạt động thiện nguyện và xã hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực như đại sứ bảo vệ tê giác ở Nam Phi, đại sứ chiến dịch xây dựng nhà bán trú học sinh vùng cao, đại sứ chiến dịch Power On, đại sứ quỹ học bổng Vừa A Dính, thành viên hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời anh còn là một trong những người sáng lập thương hiệu nghệ thuật Tuổi Trẻ Việt Nam, Câu Chuyện Hòa Bình đã được thực hiện thường niên tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Tokyo, Nhật Bản. Hà Anh Tuấn đã góp sức cùng những thành viên trẻ của Việt Vision để tạo nên những chương trình âm nhạc mang tính nghệ thuật cao cùng những dự án âm nhạc cá nhân mang thông điệp tích cực xã hội và những hoạt động dành cho thanh niên sinh viên. Hà Anh Tuấn với thương hiệu nghệ thuật Tuổi Trẻ Việt Nam, Câu Chuyện Hòa Bình. Hà Anh Tuấn chia sẻ, ý tưởng làm nên thương hiệu Tuổi Trẻ Việt Nam, Câu Chuyện Hòa Bình bắt nguồn thêm từ sự kiện giàn khoan Trung Quốc kéo vào Biển Đông. Ngày đó, tôi nói về ý tưởng này cùng doanh nhân Phạm Phú Ngọc Trai. Ông rất thích và nhận phụ trách nguồn lực tài chính, kêu gọi mọi người ủng hộ để biến ý tưởng Câu Chuyện Hòa Bình thành một thương hiệu âm nhạc chất lượng cao dành cho các bạn trẻ, được các ca sĩ trẻ dùng âm nhạc nói lên tình yêu, ca ngợi hòa bình. Với chất liệu âm nhạc là những bài hát đi cùng năm tháng lịch sử, đấu tranh vì hòa bình, cộng thêm tiếng nói của giới trẻ hôm nay dùng tình yêu, âm nhạc, tri thức để kết nối, Câu Chuyện Hòa Bình không chỉ nói về chiến tranh mà nói về tương lai và hội nhập, nói về Việt Nam sẵn sàng trở thành một thành viên mạnh mẽ và độc lập của thế giới. Chương trình đã diễn ra không chỉ trong nước, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Quảng Trị mà còn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, gây tiếng vang lớn tại Tokyo, Nhật Bản. Tháng 10 năm 2018, Quỹ Hòa bình và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ ủy ban Hòa bình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã trao cho Hà Anh Tuấn danh hiệu đại sứ nghệ sĩ vì hòa bình
Hà Anh Tuấn với thương hiệu nghệ thuật The Master of Symphony. Hà Anh Tuấn là người đã đưa ra ý tưởng và là đại diện của đơn vị tổ chức chương trình cho thương hiệu nghệ thuật mang tính lịch sử The Master of Symphony. Số đầu tiên diễn ra tại nhà hát Hòa Bình vào ngày 20 tháng 11 năm 2015. Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ Thanh Lam, Hồng Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh, Hà Trần. Chương trình đã tạo ra hiệu ứng mạnh và gây được tiếng vang lớn nhờ sự uy tín của nó đem lại. The Master of Symphony mang lại cho công ty của Hà Anh Tuấn, Việt Vision và công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền một đề cử cho hạng mục chương trình của năm tại giải công hiến. Năm 2016, một lần nữa chương trình lại tổ chức với sự góp mặt của Ý Lan, Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Hà Trần, Tùng Dương, Uyên Linh. Khán giả đã chứng kiến không dưới 10 màn trình diễn lần đầu có tại Việt Nam, mang đến nhiều hứng khởi và thích thú từ 6 giọng ca vàng từ 3 thế hệ với các màu sắc âm nhạc khác nhau. The Master of Symphony lần thứ 3 được tổ chức vào 3 ngày mùng 10, 11, 12 tháng 11 năm 2017 tại nhà hát Hòa Bình với sự góp mặt của 6 nữ gen ca xuất sắc nhất nền âm nhạc Việt Nam: Hương Lan, Cẩm Vân, Lệ Quyên, Ý Lan, Hồng Nhung, Thu Phương. Lần đầu tiên khán giả tham gia chương trình đã được thưởng thức những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ. 6 nghệ sĩ là 6 màu sắc âm nhạc đại diện cho đời sống tinh thần của các thế hệ người Việt ở nhiều nơi và trải dài từ ký ức tươi đẹp cho đến sức sống mãnh liệt đương đại. Họ đã chinh phục công chúng bằng các hoạt động trong và ngoài nước. Và tại sân khấu The Master of Symphony lần thứ 3 này, họ đã hội tụ để cùng tôn vinh những bản tình ca bất hủ của âm nhạc Việt Nam. The Master of Symphony lần thứ 4 diễn ra vào ngày 23, 24, 25 tháng 11 năm 2018 tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của 4 ca sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau: Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn. Nét mới trong chương trình năm nay là sự giao thoa âm nhạc của những tác phẩm bất hủ mang tính hoài niệm, ký ức và những tác phẩm âm nhạc đương đại kết hợp cùng nhau.